Hello, chào cả nhà, chào chị em, đặc biệt là chào chị em. Hôm nay bên shop sẽ review một dòng sản phẩm đến từ Tissot của Thụy Sĩ, dòng Tissot Bella Piccolo với dây da rắn nhé, chị em nhé. Chắc là phù hợp với chị em nào mà tuổi Tỵ hoặc là tuổi Rồng. Da rắn, da rồng nó cùng loài mà. Rồi. Đây là dòng Tissot. Bella Piccolo với size mặt hình oval, size mặt 27 nhé. Máy pin của Thụy Sĩ, trang bị kính sapphire nguyên khối, chống trầy, chống xước. Sai mặt đai của Ovan rất là thanh lịch, nhẹ nhàng. Cái này phù hợp trước này như phù hợp với các nữ hoàng Ai Cập. Hiện tại bây giờ thì phù hợp với các chị em có độ tuổi. Nói chung là không được trẻ quá, cũng không nên già quá. Rồi đây là chi tiết của em nó này. Máy pin chị em nhé, kính sapphire nguyên khối, khóa là khóa em đó là khóa xiên cơ bản của Tissot. Đây là tag của em nó T10311026033.00. Em này còn được mạ vàng mà PVD, độ chống nước là 30m, đi mưa rửa tay vẫn ok. Có benzen, vành benzen là được mạ vàng nhé, không phải vàng khối đâu chị em nhé. Không, núm khía quả quýt cũng được mạ vàng PVD. Phù hợp với chị em nào tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Với dây da trắng khá là mềm mại, rất là chất chơi. Chị em nào mà có bộ da báo mà đeo em này thì anh em nhìn thì phát khiếp. Nói đùa thế thôi chứ em này nhìn vào là mang tính sang trọng và dây cũng điểm xuyết nhẹ nhàng thôi, khá là tinh tế. Chị em nào có nhu cầu, anh em nào có nhu cầu mua tặng bạn gái hay là vợ thì alo inbox ngay cho shop được mức giá tốt nhất nhé. Hiện tại săn sale chỉ số lượng chỉ có vài con thôi, bên mình cũng không nhập nhiều. Rồi chị em, anh chị em nào có nhu cầu alo inbox ngay cho shop nhé, hoặc là cần review gì chi tiết hơn có thể liên hệ trực tiếp với bên mình. Kim này là kim sắp đai của chính, là không có dây nhé, chỉ có sắp đô dây ở góc 6 giờ thôi. Chị em có thể nhìn kim dây ở góc sắp đai ở dưới. Rồi ok, chào cả nhà nhé, cảm ơn cả nhà đã quan tâm, hẹn gặp cả nhà các video tiếp theo của bên mình.